Vâng, xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng biệt thế chất với hotline tư vấn là 0968228889. Và ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục gửi tới các bác với một lựa chọn trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ MPV đến từ một cái sản phẩm đang cực kỳ hot hit trên thị trường hiện nay. Thì đây là một chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản số tự động máy 1.5 được sản xuất năm 2020, lăn bánh được 3,5 vạn, một chủ từ đầu. Tất cả tình trạng xe Việt đều cam kết với các bác là không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích và bao trách chính hãng toàn quốc, bảo hành 1 năm sử dụng tại showroom của bên em. Và ngày hôm nay thì với chiếc xe đang rất là được nhiều người yêu mến, con này các bác có thể là vừa đi gia đình hoặc là kết hợp chạy dịch vụ cũng rất là ok. Mà hiện tại bên em đang chào bán cho em nó là chỉ có 550 triệu đồng ngày hôm nay. Vậy thì chất lượng của chiếc xe ra sao? Ngay bây giờ xin mời các bác hãy cùng em dành ít phút đánh giá chi tiết về chiếc Xpander 2020 này. Và liệu với tầm tiền 550 triệu có phải là cái mức giá xứng đáng để cho các bác cưới em nó về hay không, quý anh chị nhé. Đầu tiên thì có thể nói là Xpander thực sự là một trong những chiếc xe có thiết kế rất đẹp mắt, với phần đầu thiết kế cực kỳ góc cạnh. Và các anh chị có thể ngắm nhìn với cái thiết kế đời 2020 đấy, từ mặt ca lăng, từ hệ thống đèn pha của nó, và tất cả những cái chi tiết tạo lên chúng ta một mẫu xe vô cùng hiện đại và trẻ trung. Đầu tiên thì các anh chị có thể thấy là hệ thống đèn pha của xe này được chia làm 3 khu vực. Phía trên cùng là giải đèn LED định vị ban ngày này. Thiết kế rất là sắc cạnh, nó giống như là một cái lưỡi dao vậy, đúng không ạ? Kết hợp với đó là mặt ca lăng với những chi tiết chrome tạo hình giống một cái khiên. Nó gọi là Dynamic Seal. Đây là ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Mitsubishi. Hệ thống đèn pha chính của nó thì ở phía giữa này. Ở phiên bản này thì nó được trang bị hệ thống là đèn LED các bạn nhé. Hệ thống đèn pha chính là full LED. Và phần đèn gầm phía dưới là đèn halogen. Và các bác có thể ngắm nhìn một chút là qua thời gian này. Đấy, nhưng mà các cái chi tiết phần đầu xe thực sự là vẫn còn cực kỳ là mới. Form dáng nó không bị xô lệch, không có những khe hở. Điều này cũng sẽ chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm. Và đây, có thể quay gần một lần nữa để cho các bác có thể đánh giá được chất lượng chi tiết của chiếc Mitsubishi Xpander 2020 này. Một mẫu xe với khối động cơ máy 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu. Có thể nói là trước khi chiếc Xpander này xuất hiện thì Innova mới là mẫu xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam. Nhưng mà kể từ khi chiếc xe này xuất hiện thì các bác thấy là nó còn đánh bật cả chiếc Innova, một chiếc xe phải nói huyền thoại ra khỏi thị trường Việt Nam rồi, đúng không ạ? Phiên bản này thì trang bị la răng phay 5 chấu, vâng, 2 phanh đĩa trước và 2 phanh thanh trừng phía sau, xi nhan tích hợp trên gương, viền chân kính lẹp chrome. Xe cũng đã được lắp thêm vẻ che mưa rồi, có bậc cửa lên xuống các bác nhá, cảm biến khóa mở cửa trên tay nắm. Và đây, cái mà nổi bật nhất của dòng Xpander đó chính là khả năng vận hành cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc xe đa dụng 7 chỗ ngồi nhưng mà nó chỉ ăn có 6,9 lít xăng cho 100 km. Còn đường ngoài đô thị nó chỉ ăn có 5,90 lít xăng các bác nhá. Và phải nói là sơn si bên ngoài rất đẹp này, lốp láp gai cũng còn rất là dày. Ở phiên bản 2020 là chúng ta còn có hệ thống đèn hậu thiết kế full LED. Đó, rất đẹp các bác nhá. Đấy, cực kỳ đẹp thì đúng hơn. Đèn phanh trên cao gạt mưa cho kính phía sau, có camera lùi. Đấy, và các chi tiết líp cản thể thao ở phía dưới. Và phía dưới là chúng ta có lốp dự phòng này. Được chưa ạ? Vâng, tất cả tình trạng xe bác nào chưa yên tâm đem ra check hãng thoải mái một lần nữa giúp em trước khi chúng ta giao dịch với chiếc Mitsubishi Xpander 2020 này. Phải nói là một chiếc xe nó quá đẹp, các bác mua về đi gia đình hoặc là chúng ta mua cho người nhà thì rất là yên tâm. Đấy, vâng, bao check luôn để cho các anh chị chúng ta cảm thấy thực sự ưng ý khi mà các bác lựa chọn một sản phẩm tại showroom của em Việt. Vâng, vậy thì sơn si bên ngoài gần như là các bác về không cần phải làm gì hết, rất đẹp luôn, không có vết xước sát gì. Con này có lẽ chỉ cần đánh bóng qua thôi là tình trạng sơn si nó sẽ hoàn hảo nhất. Vậy thì để tiếp tục đánh giá chi tiết chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ xin mời các bác hãy cùng em đi vào khám phá không gian nội thất của chiếc Xpander này. Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Xpander. Xe được trang bị nội thất ghế da rồi. Nhưng mà chủ nhân cũ rất là cẩn thận khi bác thấy là mặc cho nó cả một cái bộ áo da nữa này. Để ngồi thứ nhất là nó thoải mái hơn, cái thứ hai là bảo vệ cái lớp da zin nguyên bản ở bên trong đây. Nên là các anh chị chúng ta nếu mà muốn chúng ta chỉ cần bỏ cái lớp áo da này thì cái ghế bên trong nó còn rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là bảng tapi cánh cửa này. Đây là một chiếc xe phổ thông thôi nhưng mà các chi tiết nội thất của nó phải nói là cũng khá là xịn sò. Đây các bác thấy này, vật liệu bằng nhôm nhá. Rất ok, xe được trang bị một kính auto, tay lắm cửa mạ chrome này. Và độ zin nguyên bản các anh chị thấy là từng lớp vẫn còn nguyên, những vạch sơn đánh dấu từ trong nhà máy đi ra. Mua con này thì nó quá yên tâm rồi. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, gập gương tự động, có cân bằng điện tử chống trượt chống trượt. Và một cái điểm cộng trước cái Xpander này là dù cái phiên bản xe đa dụng 7 chỗ nhưng mà nó được trang bị khá là nhiều tính năng. Vô lăng tích hợp cả điều khiển giọng nói, nghe thoại rảnh tay, có ga tự động cruise control,
Xe đã được nâng cấp lên cho các bác cả một cái màn hình Android rồi. Hệ thống điều hòa là chỉnh cơ thôi. Đấy, nhưng mà đây các bác thể thấy là các chi tiết của nó còn rất mới này. Đó, rất mới luôn nhé. Cần số, chìa khóa thông minh. Và cái mức công tơ bét hiện tại của xe là 3,5 vạn chuẩn. Đấy, và em nổ máy nhá. Máy nổ rất êm. Đó, điều hòa thì mát lạnh luôn. Được chưa ạ? Đấy, màn hình Android kết nối YouTube. Rất là xịn sò. Đó, và trần nhá. Rất là sạch đẹp này các bác này. Đấy, và đây chúng ta có dàn điều hòa ở phía trên. Đấy, và đi tiếp tục đi về hàng ghế thứ hai. Thì các bác có thể thấy là Xpander có không gian hàng ghế thứ hai khá lộn. Đấy, đủ rộng để cho 3 người ngồi. Đấy, vâng, thảm sàn 5D có rồi này. Đấy, phía trên này chúng ta cũng có dàn điều hòa có thể chỉnh cái tốc độ gió. Vâng, 4 cửa gió điều hòa luôn. Đó, rất là xịn đúng không ạ? Và tiếp tục là các chi tiết bản tapi cánh cửa bên phía dưới. Vâng, em sẽ quay rất là kỹ để cho các bác thấy độ đẹp của nó nhé. Đấy, vâng, con này thì phải nói luôn là không một từ để chê. Đấy, không một từ gì để chê luôn các bạn. Vâng, anh chị mua này thì tiết kiệm được khá là nhiều tiền. À, và trong trường hợp mà chúng ta đi 7 người thì các anh chị có thể là gập kéo cái hàng ghế lên. Đấy, thì chúng ta sẽ có hàng ghế thứ 3. Đấy, và các bác thấy là khoảng để chân cũng ổn áp đúng không ạ? À, hơi chật một tí, đương nhiên đây là dạng xe 5+2 mà. Đấy, còn trong trường hợp không cần thiết thì chúng ta có thể là kéo. Đấy, các bác kéo và nó gập xuống như này. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái không gian cốp rất là rộng. Đấy, để các anh chị có thể mang theo nhiều hành lý trong những chuyến đi của mình. À, cực kỳ ổn áp đúng không ạ? Rất ổn áp. Và đây phía dưới là chúng ta còn có hộp để đồ nhá. Đó, quá đẹp luôn. À, và độ zin nguyên bản thì đây. Đấy, cũng thể quay cho các anh chị chi tiết để cho các bác có thể vào đây. Các bác thấy này, từ móc khóa đó, nó cũng mới đến mức độ như này. Đấy, xe biển 18 Nam Định duy nhất một chủ từ đầu. Đấy, và chúng ta kiểm tra tiếp giúp em cái bảng tapi cánh cửa nữa này. Đấy, để cho các anh chị thấy cái độ đẹp của nó. Vâng, phải nói một từ là không có gì để chê về cái chất lượng của chiếc xe này đâu các bạn. Đó, anh chị làm mà còn đang lăn tăn thì các anh chị cứ xuống trực tiếp đi. Vâng, nói chung là các bác cứ phải xuống trực tiếp kiểm tra xe thì các anh chị mới thấy được cái độ đẹp của nó. Bao zin toàn tập cho các anh chị không một lỗ nhỏ. Vâng, vậy thì để có thể đánh giá tiếp chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ xin mời các bác có thể cùng em đi vào phần động cơ của nó. Vâng, vậy thì xin mời các bác hãy cùng em thẩm cái khối động cơ máy 1.5 của chiếc Mitsubishi Vander. Vâng, xe em đang để nổ máy nhá, nhưng các anh chị thấy là máy nổ quá êm luôn. Mà tất cả từ chân máy này đều còn nguyên những vạch sơn đánh dấu từ trong nhà máy đi ra. Con này thì bao zin cho các anh chị từ gioăng dàn cò luôn. Hay là bộ ABS này. Đó, các bác thấy nó vẫn còn những cái vạch sơn đánh dấu, thì mua này các bác cảm thấy cái chất lượng nó yên tâm chưa ạ? Vâng. Đó, quá đẹp luôn. Không một từ để chê. Máy nổ rất êm. Đấy, và tất cả máy số đều là zin nguyên bản rồi. Đấy, bác nào mà chỉ cần hơi biết qua thôi, các chị nhìn cái xe này là chắc các bác yêu ngay, đúng không ạ? Vâng, vậy thì với chiếc Xpander 2020, bên em đang chào bán cho em nó với số tiền là 550 triệu đồng. Và bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhấc máy alo cho em Việt theo hotline 0968228889 để được hỗ trợ những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ hoặc là mua trả góp. Với chiếc xe này thì bên em vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho các bác khoảng 70% giá trị xe trên toàn quốc các anh chị nhé. Lần nữa cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.